Rồi, xin chào cả nhà, mình đến với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì buổi chiều ngày 4 tháng 3 thì cũng có một số sản phẩm siêu tầm để giao lưu với cả nhà mình nha. Buổi chiều nay thì có được 17 món là 18 món khác nhau để giao lưu cùng cả nhà mình nha. Rồi sau đây là em sẽ lên chi tiết từng món và từng mã cho cả nhà mình xem. Có nhu cầu siêu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nha. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ lên mã đầu tiên cho cả nhà mình nha. Đó là một cây gậy như ý, có một con cá chép trên đây. Trên đây là nó có một gọi là một hạt châu, gọi là cá chép phun châu trên gậy như ý nha. Rất là đẹp. Chiều dài của cây này á cỡ khoảng 20 cm nha. Trên đây chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Có một con cá chép đang nhả ngọc như ý đây. Đang nhả ngọc trên cây gậy như ý, rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng nha. Tổng trọng lượng của cái cây này nó cỡ khoảng 600g. Rồi, cây này thì giao lưu với cả nhà mình là 850.000 nha. 850.000 cho tác phẩm cá chép phun châu trên gậy như ý nha. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. 850.000 cho mã số 1 này nha. Rồi, mã số 2. Mã số 2 là một cặp pháp ký bằng đồng phong thủy. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Chiều dài của cặp pháp khí này cỡ vào khoảng 30 cm nha. Chiều ngang là cỡ 7 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp nha. Trên đây rất là đẹp, rất là đáng để mình siêu tầm. Ở đây nó có một cặp. Mặt sau là đây, mặt sau gọi cho cả nhà mình xem nha. Rồi cặp gậy như ý này á, cặp pháp khí này á thì giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 nha. 1.400.000 cho cặp pháp khí này nha. Tổng trọng lượng của cặp pháp khí này cỡ khoảng 900g thôi. Mà rất là độc lạ, rất là hiếm. Nhìn thấy cái kiểu dáng rất là độc lạ nha. Rồi mã số 2. Rồi, đây là mã số 2 nha. Rồi tiếp theo. Mã số 3. Mã số 3 là em có một cặp như ý bằng đồng rất là đẹp. Cân nặng của cặp này cỡ khoảng 8.3 kg nha. Nó bao gồm hai con. Đây, ở trên lưng là nó có chạy dài nguyên một cái sâu tiền, và chính giữa là có cái đồng tiền rất là to. Ở trên đầu thì có dơi. Chiều dài của hổ như ý này cỡ vào khoảng 43 cm nha. Tổng trọng lượng là 8.3 kg. Đây rất là đẹp. Cặp này thì giao lưu với cả nhà mình là 3.500.000 cho cặp hổ như ý này nha. Cặp hổ như ý giao lưu với cả nhà mình mã số 3 và 3.500.000 cho cặp hổ như ý nha. Rất là đẹp. Đây. Rồi mã số 3 là cặp hổ như ý. 3.500.000. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là em còn một cái gạt tàn nha. Một cái gạt tàn thủy quân, trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến. Ở đây là thủy quân lục chiến. Ở đây là hai cái biểu tượng của thủy quân lục chiến, là đại bàng đang gấp quả cầu, rất là đẹp. Ở đây thì nó có chữ là Huế Đà Nẵng năm 1968. Ở dưới đáy này nó có cũng có chữ là 1968, đây chữ US. Chất liệu bằng đồng nha. Trọng lượng của cái gạt tàn này là cỡ vào khoảng là 2.8 kg nha. Bề ngang là 17 cm. Chiều sâu là 5 cm nha. Chất liệu bằng đồng. Rất đẹp. Cái gạt tàn rất là to nha. Rồi cái gạt tàn này giao lưu cả nhà mình 1.600.000 nha. 1.600.000 cho cái gạt tàn này nha. Rồi tiếp theo là cũng là một cái gạt tàn thủy quân lục chiến nữa, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn cái kia nha. Cũng có chữ US 1968 luôn. Chất liệu bằng đồng. Mà cái này thì nó nhỏ hơn cái kia. Trên đây nó cũng có là trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng 1968. Cái này thì đường kính khoảng 11 cm thôi. Chiều sâu là 3.5 kg. Trọng lượng là khoảng 1 kg.
Rồi, cái này về mình chùi sáng bóng lại là rất là đẹp nha. Cái này là em chưa vệ sinh gì lại hết. Cái này là giao lưu với cả nhà mình là 750.000 cho mã số 5 này nha. Gạt tàn thủy quân lục chiến, trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến. Rồi, cái này giao lưu 750.000 nha. Là mã số 5. Rồi, mã số 6. Số 6 là em có một cái gạt tàn Hải quân Việt Nam. Hải quân Việt Nam. Ở sau là nó có đóng là một là của hãng của Sài Gòn Ba Son năm 1863. Rất là đẹp. Ở đây nó có mỏ neo đây. Biểu tượng của Hải quân Việt Nam ha. Chất liệu bằng đồng. Đường kính nó đo được là 9 cm ha. Chiều sâu là 4. Cân nặng thì khoảng 900 g. Rồi cái này thì giao lưu với cả nhà mình là 550.000, 550.000 cho cái gạt tàn này nha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Rất là nặng, rất là đẹp. 550.000 cho mã số 6 này nha. Tiếp theo mã số 7 là em có một cái đỉnh, một cái đỉnh lư nha. Có một đỉnh lư đồng. Bộ này nó bao gồm là cặp bộ này nó bao gồm là cặp chân đèn cao 29 cm. Còn cái đỉnh là cao 34 cm. Còn cái chân đèn bên đây là cao 29 cm. Tổng trọng lượng của cái này là cỡ khoảng, của bộ đỉnh này cỡ khoảng 3,9 kg. Bằng đồng nha, rất là đẹp, đã được chùi sáng bóng lại rất là đẹp nha. Bộ này thì giao lưu với cả nhà mình 2,5 triệu. 2,5 triệu cho mã số 7 này nha. Một bộ đỉnh lư đồng rất là đẹp. Và mã số 7 giao lưu với cả nhà mình 2,5 triệu nha. Mã số 8 này em có một đỉnh trầm trúc. Một đỉnh trầm trúc rất là đẹp. Chiều cao là cỡ khoảng 34 cm nha. Bề ngang của đỉnh trúc này cỡ 16 cm. Tổng trọng lượng của đỉnh trúc này là 2,5 kg. Đó, đỉnh trúc này được làm rất là nét nha, rất là đẹp, từng chi tiết nhỏ. Đỉnh trầm trúc, đỉnh trúc rất là đẹp. Rồi, cái đỉnh trúc này thì giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho cái đỉnh trúc này nha. Đỉnh trầm trúc. Đây là mã số 8, đỉnh trầm trúc. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là em có một tượng chúa bằng đồng rất là đẹp. Chúa giang tay. Chiều cao của tượng chúa này cỡ chiều cao của tượng chúa là 29 cm nha. Bề ngang là 14 cm. Tổng trọng lượng là 1,6 kg. Rồi, tượng chúa này giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu cho tượng chúa nha. Rồi, mã số 9. Rồi, mã số 10. Mã số 10 là em có một bộ. Trời ơi, rớt rồi. Rồi, em lên lại mã số 10 nha. Cầm giữa chừng bị rớt. Rồi, đây là mã số 10 đây. Mã số 10 là bao gồm là có một cái bộ khay trà đồng. Thứ nhất là có một cái bình cắm trà lục giác nha, rất là đẹp. Trà có 6 cái ly. Đây. Ly đây chạm rất là đẹp nha. Và một cái khay. Đây, cái khay rồng rất là đẹp. Rồi, bộ này á, chọn bộ này bao gồm á một cái khay 6 cái ly. Và một ấm trà lục giác. Bộ này giao lưu cả nhà mình là 2,000,000 nha. 2,000,000 cho một bộ này nha. Rồi, đây là mã số 10. Rồi, tiếp theo mã số 11 là em cũng có một tượng
một tượng chúa bằng đồng rất là đẹp. Tổng trọng lượng của tượng chúa này cỡ khoảng 1,9 kg nha. Chiều cao là cỡ khoảng 30 cm á. Rồi tượng này thì giao lưu với cả nhà mình cũng là 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu cho tượng chúa này nha. Đây là mã số 11. Rồi mã số 12. Mã số 12 là em có một cái bình đồng rất là đẹp nha. Có cái quai nguyên một cái con rồng đây. Xung quanh thì nó có chạm hoa văn rất là đẹp. Chiều dài của cái bình này cỡ vào khoảng 25 cm nha, tương đối to. Bề ngang là 17 cm. Quai là có một cái con rồng đây. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1,5 kg thôi. Cái bình này thì giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho cái bình rồng này nha, rất là đẹp. Đây là mã số 12. Rồi mã số 13 là em có một cặp bình Long Phụng. Long Phụng rất là đẹp. Chiều cao của cặp bình Long Phụng này cỡ vào khoảng là 28 cm nha. Nó có là chạm là Long Phụng, một bên rồng một bên phụng. Đây cặp bình này gọi là cặp bình Long Phụng, là nó có một con rồng một con phụng đây, rất là đẹp. Tổng trọng lượng của cặp bình này cỡ khoảng 2,8 kg nha. Chiều cao là 28 cm. Đường kính miệng là 12 cm. Đây. Rồi cặp bình này thì giao lưu với cặp bình này giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu nha. 2,2 triệu cho cặp bình Long Phụng này nha. Đây là mã số 13. Rồi mã số 14 là em có một tượng quan công cưỡi ngựa cầm đao nha. Rất là đẹp. Đang cưỡi cho một con ngựa, tay cầm một cái đao đao rồi nha. Cân nặng của tượng này cỡ khoảng 1 kg. Chiều dài là 20 cm nha. Chiều cao là 18 cm. Rồi tượng quan công này á thì giao lưu với cả nhà mình á là 1,2 triệu cho tượng quan công này nha. Quan công cưỡi ngựa cầm đao. Đây là mã số 14. Rồi mã số 15. Mã số 15 là em có một bức tranh đồng. Bức tranh đồng. Đây trên đây là nó có là 1 2 3 con ngựa. Rất là đẹp. Chất liệu đồng nha. Mặt sau là có những cây tùng đây. Cái bức tranh này nó cỡ khoảng 1,1 kg. Chiều dài là cỡ 22 cm. Chiều cao là 20 cm. Rồi bức tranh này thì ở dưới đáy nó cũng có cái mộc rất to nha. Bức tranh này giao lưu cả nhà 1 triệu nha. 1 triệu cho mã số, đây là mã số 15. 1 triệu cho mã số 15 này nha. Bức tranh bằng đồng, tranh ngựa. Rồi tiếp theo mã số 16. Mã số 16 là em có một cái ấm nha. Cái ấm đồng rất là đẹp. Đây, cái ấm đồng này trên đây là nó có chữ rất là nhiều chữ trên đây. Cái ấm này rất là to. Ở dưới đáy có mộc rất to luôn nha. Chiều dài là cỡ khoảng 21 cm á. Cân nặng thì cỡ khoảng 1,1 kg thôi. Rồi, cái ấm này giao lưu cả nhà mình 1,5 triệu nha. Ấm to, độc lạ. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17. Mã số 17 là em có một cái ấm đồng cũ rất là đẹp. Trên đây là nó có nàng tiên ở đây đây. Quai thì quai gỗ. Cái ấm này tổng trọng lượng là cỡ khoảng 900 g. Nhưng mà được cái là nó độc lạ rất là đẹp. Rồi cái ấm này á thì giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu cho cái ấm đồng này nha. Ấm đồng cũ này nha. Đẹp và độc. Rồi đây là mã số 17. Rồi tiếp theo là em có một cái mã số 18, cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha. Đó là bộ 4 bức tranh gọi là Tứ Đại Mỹ Nhân, gọi là 4 người đẹp xưa. 4 người đẹp xưa của Trung Quốc thời xưa nha. Gọi là Tứ Đại Mỹ Nhân á.
Thì chiều dài của cái chiều dài của mỗi bức này á, nó rơi vào khoảng 1m36. Còn chiều ngang, em đo chiều ngang thôi nha, chiều ngang là 36, mà chiều dài á, của mỗi bức này á, là nó bao gồm là 1m36. Một bộ này bao gồm 4 bức, là 4 mỹ nhân khác nhau của thời Trung Quốc xưa nha, 4 người đẹp xưa của Trung Quốc, chất liệu bằng giấy dầu nha, chất liệu bằng giấy dầu xưa dẻ tay. Một bộ này thì giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu nha, bao gồm 4 bức, 4 bức tứ đại mỹ nhân. Rồi, có quan tâm sưu tầm thì cả nhà mình liên hệ trực tiếp qua bên số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Rồi, sau đây là tổng quan một số loại của ngày, của buổi chiều ngày 4 tháng 3 hôm nay. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha. Nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha, để có động lực làm thêm những clip tiếp theo cho cả nhà mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại ở clip sau nha.